lao có liên động. quan gì đến AI đúng không? Mới hôm đầu nó đau cái ngón này, nhưng mà bình thường thì không đau nhưng mà chạm vào thì nó đau, nhưng mà cảm giác như là trong cái vành này nó hơi đỏ đỏ, nhưng mà mấy hôm sau thì nó lại hết hết ngón này thì nó lại chuyển sang ngón này. Mấy nhưng mà hôm nay thì cái này nó lại cũng hết đau Ở cái đầu rồi. ngón ấy thì người ta gọi là hội chứng Raynaud, tức là hội chứng nó rối loạn mạch ở tại đầu ngón, tức là sẽ đỏ đầu ngón lên cho nó cảm giác đau đấy. Tạm thời bây giờ thì mình không nghĩ đến một cái bệnh gì mà nó nguy hiểm đâu, mình chỉ là một cái viêm của cái móng và nó có cái rối loạn vận mạch ở đầu móng thôi nha. Cái này thứ nhất là mình phải giữ ấm tay, mình phải giữ ấm tay tốt hơn. Thứ hai là đối với cái này thì mình sẽ phải điều trị để mình phục hồi lại cho cái móng nó phát triển ra, tức là sử dụng những cái sản phẩm để mình kích thích phát triển móng. Ở nhà tay của mình hạn chế tiếp xúc với cả những cái hóa chất tẩy rửa rồi là những cái nguồn nước, mình hạn chế trước tiên là như thế. Còn cái nấm thì nó không thể hiện rõ đúng không nhỉ, đấy là nó với viêm quanh móng thôi. Viêm quanh móng này. Đây nó có rối loạn vận mạch này, có rối loạn vận mạch đầu móng, nó là hội chứng Raynaud. Đấy, cả tay bên này xem nào. Hai tay là bị Đấy, nó có rối loạn vận mạch này. Về soi chỗ này nhiều trường hợp nó lâu rồi, chỗ này nó có thể là nó rất rõ cái rối loạn vận mạch của móng, rối loạn vận mạch. Vì mình hạn chế,